giá gia cầm hôm nay ngày 30 tháng 10, vịt thịt vẫn được giá, cách nuôi vịt lớn nhanh, tiêu tốn ít thức ăn. Giá gia cầm hôm nay ngày 30 tháng 10 tại các vùng không có biến động, trong đó, giá vịt thịt hôm nay tại các tỉnh miền Nam vẫn ở mức cao. Nhiều người nuôi đang tận dụng thời cơ này để tái đàn nhanh, bán kiếm lời. Giá gia cầm hôm nay, vịt thịt tăng giá, cách nuôi vịt lớn nhanh. Là chủ trang trại có kinh nghiệm nhiều năm trong chăn nuôi vịt thịt ở Long Thành, Đồng Nai, ông Phạm Văn Tho cho biết, Hiện giá vịt thịt đang ở mức cao, nhiều người đang tích cực mua giống tái đàn nhanh để bán kiếm lời. Theo kinh nghiệm chăn nuôi của bản thân, ông Tho cho rằng, chế độ dinh dưỡng, bổ sung thức ăn là một trong những yếu tố quan trọng quyết định thành công trong chăn nuôi vịt giúp vật nuôi lớn nhanh, đẹp mã. Cụ thể, đối với vịt giống mới mua về, ông Tho nuôi với mật độ 30 đến 35 con M2, tuần 2 đến 3 nuôi với mật độ 15 đến 20 con M2. Giai đoạn nuôi uống vịt con cần sử dụng thức ăn giàu đạm nên sau giai đoạn nuôi uống ông tho tăng thức ăn giàu năng lượng theo chế độ. Vịt con từ 1 đến 3 ngày tuổi hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện nên chỉ cho chúng tập ăn bằng bột bắp hoặc tấm giải đều trên giấy, chia làm 3 đến 4 bữa ngày. Cách nuôi vịt con nhanh lớn là ở giai đoạn 1 đến 3 ngày tuổi có thể pha thêm Vimec Electrolyte, B Complex C, Vemevit Electrolyte hòa vào nước uống để bổ dinh, dinh dưỡng, tác sức đề kháng cho vịt con giảm tỷ lệ chết, đồng thời thay máng nước hàng ngày. Từ 4 đến 10 ngày tuổi tập cho vịt ăn rau xanh băm nhỏ trộn lẫn với cơm bột cá lạt, các nguồn thức ăn phải được nấu chín. Từ ngày 11 đến 20 ngày tuổi bổ sung thêm cua, tôm, ốc, hến, nghiền nhuyễn, nấu chín để cung cấp chất đạm. Giai đoạn từ 20 ngày tuổi trở lên, ông tho luyện cho vịt tập ăn lúa sống. Hết giai đoạn nuôi này, vịt con đã có thể ăn được hạt thóc lúa. Trong giai đoạn vịt đến 30 ngày tuổi, ông cung cấp đủ nước uống sạch, an toàn, không quá lạnh hoặc quá nóng. Trong thời gian này, ông tho cho vịt ăn thóc lúa kết hợp với rau xanh và thức ăn giàu đạm như cua, ốc nghiền nhuyễn. Ở giai đoạn nuôi hậu bị, tôi sẽ chú ý chăm sóc không để vịt quá béo hoặc quá gầy, chỉ nên nuôi cầm xác để không làm ảnh hưởng đến chất lượng thịt, ông tho tiết lộ. Ông tho cho hay, trong quá trình nuôi, nhất là về ban đêm nếu thấy đàn vịt ngủ yên thì vịt đã no và khỏe mạnh còn nếu xôn xao trong chuồng nuôi thì chúng đang bị đói hoặc lạnh gió lùa bà con cần kiểm tra và xử lý vịt mẫn cảm với nhiệt độ thấp mưa nhiều do đó chuồng nuôi cần chú ý không để bị gió lùa mưa tạt theo ông tho trong giai đoạn nuôi vịt sẽ thay lông một lần việc thay lông dễ làm ảnh hưởng đến sức khỏe tốc độ tăng trưởng ông sẽ chú ý chăm sóc tốt để hạn chế hao hụt thông tin thêm về chế độ chăm sóc đàn vịt ông tho khẳng định thức ăn dùng để nuôi vịt gồm các nhóm thức ăn giàu năng lượng thức ăn giàu protein thức ăn khoáng bổ sung trong đó thức ăn giàu năng lượng thức ăn cơ sở gồm các loại hạt như thóc ngô kê cao lương phụ phẩm như tấm cám các loại củ quả như sắn khoai trong đó thóc và cám và nguyên liệu chính được sử dụng để nuôi vịt thức ăn giàu protein như các loại khô dầu đậu tương đậu xanh, khô dầu lạc, hạt đậu tương, đậu xanh, lạc. Tuy nhiên lạc dễ bị mốc, khi chất lượng hạt lạc giảm sẽ tiết nhiều độc tố gây hại cho đàn vịt, do đó hạn chế cho vịt ăn lạc và khô dầu lạc. Protein nguồn gốc động vật như bột cá, bột tôm, bột thịt, bột máu, cua, ốc, run đất, run quế, ếch nhái, bột nhộng tằm. Ngoài ra còn cả bã bia, bã rượu, các loại rau bèo ngoài ra ông còn dùng thức ăn bổ sung như phức hợp muối đá vôi bột sò vỏ trứng các loại vitamin gemivitamin để chăm sóc giúp đàn vịt luôn khỏe lớn nhanh ngoài những thức ăn kể trên ông tho cũng sử dụng thức ăn công nghiệp để nuôi vịt để tiết kiệm chi phí ông hãy dùng cám gạo tâm phối trộn với nguồn thức ăn giàu protein và khoáng chất để tự sản xuất cám viên cho vịt để nuôi vịt nhanh lớn tránh lãng phí thức ăn để đảm bảo chất lượng cám viên tự sản xuất luôn được ông xử lý khô hoàn toàn, thóc, ngô, đậu tương, bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh chuột, bọ, ẩm mốc. Trong quá tự sản xuất thức ăn trong chăn nuôi vịt, ông Tho thường dùng máy băm nghiền đa năng, máy ép cám viên, máy trộn thức ăn chăn nuôi, máy băm chuối. Số máy này tôi chỉ mua một lần và đã dùng được rất nhiều năm, qua đó giúp việc chăn nuôi vịt hiệu quả cao hơn so với trước đây, ông Thọ nói. Bà Phạm Thị Nụ, chủ trại nuôi vịt quy mô lớn ở Triệu Sơn Thanh Hóa cho biết, thức ăn chăm sóc vịt tốt nhất là thức ăn dạng viên kích cỡ 1,5 đến 2 mm, tuyệt đối không cho vịt ăn thức ăn bị mốc vì vịt rất mẫn cảm với độc tố gây chết hàng loạt vịt con. Bên cạnh đó, bà con phải cân đối khẩu phần thức ăn theo nhu cầu dinh dưỡng, chú ý chọn nguyên liệu không mốc nhất là ngô, khô lạc nhân, cân đối protein thực vật và động vật để tiết kiệm chi phí. Tùy theo nguyên liệu có được để lập khẩu phần cho phù hợp tóc có thể thay ngô, khô đỗ tương hay khô lạc nhân, bổ sung vitamin, khoáng vi lượng đầy đủ, thức ăn hỗn hợp chỉ dùng trong 2 đến 3 tuần, nếu bao bì tốt, khô ráo có thể để 1 đến 2 tháng không dự trữ lâu hơn. Vịt nuôi nhốt, cho ăn tự do, nuôi thâm canh phải bảo đảm cho vịt ăn được nhiều nhất để vịt có tốc độ tăng trọng cao nhất, vịt tăng trọng nhanh. Thông thường 7 đến 8 tuần tuổi các giống vịt thịt đạt khối lượng 2,8 đến 3 kg, bà nụ tiết lộ. Giá gia cầm hôm nay không có biến động. Chia sẻ thông tin thị trường với phóng viên dân Việt, ông Thao cho biết, giá vịt thịt hôm nay tại các vùng Đồng Nai vẫn ở mức cao trên dưới 55.000 đồng mỗi kg. Có nơi bán vịt lông trắng siêu thịt đạt 58.000 đồng mỗi kg. Giá vịt xiêm phổ biến ở mức trên 62.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó, giá vịt bầu cánh trắng, vịt bơ bán tại trại ở các vùng miền Bắc vẫn ở mức từ 35.000 đồng đến 38.000 đồng mỗi kg. Giá vịt cánh trắng giao dịch ở trại tại Hà Nội, hòa bình cao nhất đạt 39.000 đồng mỗi kg. Giá ngan thịt bán buôn phổ biến ở mức trên dưới 55.000 đồng mỗi kg, tùy loại, ngan non chỉ bán được dưới 50.000 đồng mỗi kg. Giá gà công nghiệp, trưởng giá. Giá gà lông trắng bán buôn tại các trại gia công ở các vùng miền Bắc giao động từ 27.000 đồng đến 30.000 đồng mỗi kg, tùy loại. Giá gà công nghiệp lông trắng bán ra tại các trại ở các tỉnh Đồng Nai, Long An, trên dưới 30.000 đồng mỗi kg. Giá gà lông màu tại các trại phía Nam bán cao nhất đạt trên 40.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta thả vườn loại một bán buôn tại trại ở Hà Nội, Hòa Bình đạt trên 75.000 đồng mỗi kg. Theo Cục chăn nuôi đến cuối tháng 8, cả nước có khoảng 26,6 triệu con lợn, khoảng 518 triệu con da cầm, 6,3 triệu con bò. Trong đó, đang chú ý, tại 19 tỉnh thành phố phía Nam, hiện có khoảng 9,3 triệu con gà công nghiệp đã đến tuổi xuất chuồng, trong đó hơn 4 triệu con đã quá tuổi khối lượng trên 3,8 kg. Bình thường xuất chuồng 1,8 đến 2,5 kg nhưng vẫn chưa tiêu thụ được. Lượng tiêu thụ gà công nghiệp của doanh nghiệp chỉ đạt 5 đến 10% so với trước. Thậm chí, những doanh nghiệp lớn có mô hình khép kín như cổ phần Việt Nam, giáp pha, tồn động đến 90%, chưa kể số gia cầm trong nông hộ, chưa thể thống kê hết. Cục chăn nuôi dự báo nếu dịch bệnh được kiểm soát và kinh tế khôi phục vào cuối tháng 9, ngành chăn nuôi có thể hồi phục trong tháng tiếp theo và đáp ứng nhu cầu dịp Tết Nguyên đán 2022. Trường hợp dịch bệnh kéo dài hơn, nguồn cung sẽ giảm khoảng 20% tính đến Tết Nguyên đán. Khi đó, người chăn nuôi thua lỗ nặng, nhiều nhà máy sản xuất thức ăn vừa và nhỏ có thể bị phá sản, mất cân đối cung cầu và chuỗi cung ứng sẽ đứt gãy.